Sản phẩm chất lượng của chúng tôi là sản phẩm
chúng ta cho cô bác sẽ bác chị tới căn nhà trải nghiệm phân thủ chất lượng xạ trong tập này học tập xạ học không hát không lưu hôm nay ra ngay 8.000 đồng khuyến mại chỉ còn 5.000 đồng sạch rẻ sản phẩm siêu chất lượng siêu sạch nước sạch hay ai siêu sạch siêu sạch siêu thơm siêu thơm siêu an toàn siêu hiệu ngọt xả bài thông tin kịp thời với bà con cô bác nhân dân sự ủng hộ của quý bà con cô bác và các chị bác nhảy lấy chai hay lấy chai phải mua sau đây lấy cho bác cả con bé đó lấy cả con bé đó ba ngày rồi mua cái bông này chiếu ra nước ngoài thôi à? Chúng ta Việt Nam. Ấy sau đi. Siêu thơm, siêu điều bột. Đẹp nhỉ? Sản phẩm chất lượng cao, đánh bay những phần công. Sản phẩm siêu chất lượng, siêu sạch, nước sạch hay an, siêu sạch, đạm trà, siêu thơm, siêu an toàn, siêu điều bột. Đây là một bột trắng đã. Mà em thấy cái bánh nó ngon lắm nhưng mà em không. Anh bán trục trục. Chắc ta. Mới về đi không? Bánh trồng ngon. Đây là quay nó xem ngay là mới được tiền hay là bán nó vừa ấy đấy nhỉ, nó cũng quảng cáo nó vừa bán rẻ đấy, quay chợ 20.000 cân này. Rẻ thôi, 10.000 cân, ở tôi chợ 18.000 cân đấy. Nhưng mà người ta họ cho hết đồ mình chẳng qua nó đi làm ấy. Đấy, bà này tôi quay đâu. Quay cái gì thế mày? Mày đừng có quay mặt tao lên nhé. U70 tỉnh U thưa 60. Xe thằng đi bà. Giặt đồ của bác. Đấy, khoảng 1 chai nhỉ? Đấy. Đấy. Đấy.
Trai các bạn. Xin chào quý bà con và các bạn anh chị. Hôm nay công ty cùng với bạn ấy tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm, chia các hàng sản phẩm, nước giặt, dầu giặt, siêu thơm, siêu an toàn, siêu nhiều bột, xả bột cực nhanh. Kính mời quý bà con, cô bác, nhanh chân đến với khách hàng. Kính mời quý bà con, cô bác và các chị, nhanh chân đến với khách hàng. Đấy, ngồi đi, đứng đi, lấy xem đi qua nhá. Mày lấy gì nhá? Chị không nghe nhầm đâu ạ. Chỉ mới 20 đồng, một cái dầu rửa bát 800 ml. Quý khách hàng sẽ được dùng 180 đồng. Sản phẩm và hiện tại giá khuyến mại tại nhà máy sản xuất. Kính mời quý bà con, cô bác và các chị tới khách hàng trải nghiệm và thử. Đức Lê Bàn, cô bác và các chị mua ba gì cân đấy? Mua kìa. Anh này phải bán 20.